Hello, xin chào mọi người nhá. Đang trang lợn mọi người ạ, đang trang heo ấy. Heo hay là lợn ấy nhỉ? Lợn mình ấy, lợn ta mình ấy. Lợn đen nhá. Lợn đen 100% nhá. Ai có nhu cầu thì liên hệ nhá. Đây thấy không? Trang hẳn cái cám à. Cám chuối này, mom này, thưa ai nhu cầu mua thì cứ liên hệ nhá. Đây bây giờ còn à, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, còn 5 con thôi, à 6 con, nhưng mà có 1 con nó chạy đâu ấy nhỉ. 6 con đấy thì nó nhảy qua trên cái bờ rào này. Heo này, lợn này nhảy ghê lắm rồi. Mấy cái con này còn chưa thiến luôn này. Ăn ghê không? Con đó này. Nó sợ. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Cần có 80.000 thôi. Ở đây 80.000 cân là bắt tại chuồng luôn đấy. Đây. Xem nó ăn này. Nên trang cái cám cho nó ăn về nó ăn hết đâu. Còn cái nước này nó vẫn cứ liếm đấy. Ăn đi. Ố. Rồi cái tiểu trong này có zoom đấy mọi người ạ. Loại lợn này nó ham zoom lắm rồi. Có một con nó ở kia kìa. Có một con nó ra ngoài. Nó ra kìa. Theo. Nó chạy kìa. Lợn này đúng là thả hoang rồi. Nhưng mà mấy hôm nay bà con đang chuẩn bị vào vụ ấy. Xong mới cho vào chuột. Con nó chạy ghê thật. Đi xa lắm. Khỏi vậy đi. Quay lại chuột. À, yêu gà đen thì cũng có. Trong này nuôi gà đen trong này. Mà giờ này hơi tối, quay thấy trong này là nuôi cái loại gà xương đen. Còn đây heo. Chuồng bên cạnh là dê. Dê giờ chưa thế đuổi về đâu. Đây. Ố. Nhưng mấy con nhỉ, đến 5 con hay 6 con nhỉ. Bây giờ thêm 1, 2, 3, 4. Ủa, con đâu ấy? Ở đây. Con mẹ nó này. Có gì mà ăn đâu mà cứ bới nhỉ. Lấy cái bánh à. Cái lộ bộ tô làm cái máng nó luôn. Lộ bộ tô này. Cá ra làm cái máng nó. Con đấy chạy sang bên kia. Giờ gần tối rồi mọi người ạ. Trời gần lặng. Đâu. Mà trời lặng mẹ nó rồi. Lặng bố nó rồi. Thấy chân mặt chân tí rồi. Xuống dưới này tí đã. Đi quay lại. Đâu. Hôm nào mình thấy có cái cây cái loại cây gì nhỉ, cái loại quả chanh rừng ấy mọi người thấy không, trước đây mà bây giờ chả còn rồi.
Cái loại chanh rừng mà nó to bằng này này, mà nó dài, hơi dài dài, chanh rừng ấy. Ơ, trưởng đây mà, gốc đây này, đổ xuống đây rồi, cây đây này, trời ơi, chết rồi, cây nó chết rồi mọi người ạ. Dưới là cái máy điện. Ô, ông chú xài cái này ớt rồi mà, gốc ớt rồi mà, sao chặt xuống bỏ đây nhỉ, làm gì, đặt đây để khô làm cạnh á, chứ không phải là lá. Ôi nhỉ, ngắm lại cái chú tàu cái nha mọi người. Đây, thấy không, thấy chú tàu không, chú tàu này, cái dấu y nó đây này, chú tàu đây, có từ cách đây 30 năm khi di dân về đây thì nó có ở đây rồi. Thôi, cái này hôm nọ mình có quay, bây giờ không quay, ra ngồi đây tí ngắm gió cái à. Lâu ngày lắm rồi không ra đây rồi, mọi người ạ. Bây giờ đông thay đổi khá là nhiều, nào là cây cối thì không còn nữa rồi, bây giờ người ta phát trồng cây hết rồi, mấy cái đồi này bây giờ người ta phát rồi, trồng hết rồi. Còn duy nhất là còn con suối này, này. Suối thì vẫn chảy ngày đêm, ngày đêm. Ốm ốm rồi nói lớ lớ kiểu gì vậy. Vẫn có cá nhá. Ồ, vừa thấy một con cá nó phi qua đây mà, đâu rồi nhỉ? Nếu mình trên này vừa thấy mà có cá nó phi qua đây mà, chắc vào trong này rồi. Tám không? Tám không mọi người? Tám nhá. Đông qua trong mình tám thôi. Dưới nhà mình không có cái suối thế này mà tám mọi người ạ. Đây trên nhà ông chú nó có cái, có suối này, tám mát lắm rồi. Đây là cái máy điện này, vào xem nhờ, lâu lâu vào ngó phát xem có gì mới không nhờ. Ủa, đi phải nhảy quá đấy, tí nó ngã mọi người. Đây đây, mấy hôm nay mưa cho nên nước to lắm rồi mọi người ạ, phun mảnh lắm rồi, phun mảnh lắm. Ôi thôi, chắc phải lên xem cái đằng heo, đằng lợn đi. Nó đã về chưa? À, cái gì đấy? Có gì ngoài này đi? Cái loại này không phải cái loại thịt gà sao mình băm về ấy đâu nhỉ? Không phải đâu, cái loại kia bé mà, loại to. Không phải. Nhập. Nhìn nó hơi trông giống giống nhá, nhưng mà nó không phải ấy. Mưa là mấy hôm thì bây giờ trời xanh đét này, cộng may còn không muốn có này, có tí gì à, con heo kia lấy về chưa hay là ở đâu. Ra hết rồi, giờ ra hết rồi, còn một con và con mẹ. Mọi người ai mà cần mua thì cứ liên hệ nhá, liên hệ cứ ấn vào xem cái số điện thoại là Gmail của mình nhá, con ghi ở đằng sau nhá, giá rẻ thôi, lợn này đem về quay thì khỏi phải nói rồi.
con này mà nếu mà quay thì còn chưa lên đấy, nhưng mà nhiều con này có nhiều lắm. Đây là tận tít trên núi này mọi người ạ, cho nên là bây giờ cái dịch tạ lợn nó không thể đến được. Dịch tạ lợn nó gần qua rồi mà lợn nó vẫn sống tốt. Ok thế nhà mọi người ơi, dừng video cái đi về. Con ngan này, cho con này sủa gì ha.